cứu đi, thì ông chồng trả lời rằng gọi vậy công an bắt thì sao đó, rồi họ mới giữ hiện trường giả, là người vợ khai ra vậy luôn, là người vợ la lên nó bấm. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Khoa. Như mọi người cũng biết là mấy ngày gần đây chúng ta đều đang nghe tin một cái vụ việc là một cô bé tên là, viết tắt là VA đi ha, mình sẽ gọi như vậy thôi, đã bị bạo hành gia đình đó mọi người, và đã bạo hành đến mức mà cô bé đã tử vong luôn rồi. Thì sự việc đó, nó là như thế này đây, đó chính là cô bé này bản thân là sống một gia đình rất là hạnh phúc, có ba mẹ rất là vui vẻ tại một cái tòa nhà ở ngay khu ở ngay cũng ngay trong Sài Gòn đó nha cả nhà. Nói chung là khá là gia đình cũng có vẻ là khá giả đó, nhưng mà do về người cho mua bố á, sau một khoảng thời gian thì có bồi nhí, và thế là người vợ bị trầm cảm, và cô vợ thậm chí là bị giống như bị ức chế tâm lý quá nên muốn tự tử luôn. Nhưng mà người bố thì có vẻ thì lại giống như không quan tâm cái vấn đề đó, mà rất may là cô vợ không bị gì hết. Rồi thế là khi mà ra tòa ly dị, hai vợ chồng ra tòa ly dị á, thì họ giành quyền nuôi con, vì họ có hai đứa, một đứa bé gái, cô là bé VA, và một cậu em trai nhỏ hơn, hình như chỉ mới khoảng nhỏ lắm mọi người, hình như chỉ có mới 6 tuổi thôi. Thì hợp tòa phân chia là vợ thì nuôi đứa bé nhỏ, tại vì đứa nhỏ thì nó cần sự chăm sóc của mẹ nhiều hơn, còn bé kia lớn rồi thì theo ba, tại vì ba cũng có khả năng lực và tài chính tốt hơn, cho nên là ba mẹ con là bị tách nhau nha ra. Và khi mà mỗi lần mà người mẹ muốn đến thăm con á, thì người chồng cũ á lấy lý do là muốn thăm con thì cứ liên hệ với cô bò hiện tại là vợ sắp cưới của anh ta thì mới được phép thăm, có nghĩa là cô này cho thì mới cho vợ mình thăm đứa nhỏ, chứ không cho không cho thăm luôn đó. Còn cô vợ á, cô vợ bé thì lại lấy cái lý do là gia dịch nên không có muốn tiếp xúc, không có muốn cho bà mẹ hay gặp đứa con luôn, coi như tách biệt luôn hai mẹ con luôn. Cho nên mãi từ tháng 9 năm 2020 ấy mọi người, là coi như là hai mẹ con gần như không gặp nhau tới gần cả năm trời luôn, thì người mẹ cũng ít biết được thông tin của con mình lắm đó. Sự việc nó diễn ra là sau khi mà người bố lấy cái cô, lấy bà dì, lấy cái cô vợ mới, chủ mi lấy cô vợ mới vợ về sống chung trước á với bé gái này á, thì gần như là thường xuyên là họ có những cái dấu hiệu gọi là đánh chửi bới cô bé nhỏ này, tại vì những hàng xóm họ nghe được á, họ cứ thấy ngày nào cũng nghe được cái tiếng la hét, lúc đầu họ nghĩ là vợ chồng cãi vã nhau thôi chứ không nghĩ là gì hết, nhưng mà sau đó họ nghe là có tiếng đánh đập nữa, và gần như thường xuyên ngày nào cũng nghe như vậy hết, và nó trở thành là cơm bữa luôn rồi. Nên thậm chí có những lúc mà người hàng xóm, những nhà hàng xóm người ta phải gọi công an ra luôn. Thì lúc đó anh này lấy một cái cớ là chuyện gia đình tôi đủ quyền giáo dục con tôi, cho nên mọi người không đủ quyền can thiệp vào, và cũng chưa có bằng chứng mà là anh ta là bạo hành gia đình hết. Thế nên là đến một hôm thì không biết vì lý do gì á, bỗng nhân á, người hàng xóm nghe được cái tiếng á, là cô ba, cái người vợ kìa, bà dì ghẻ đó, bà nói là anh ơi, hình như ngang nó mất rồi, nó chết rồi, gọi cấp cứu liền đi. Thì lúc đó là mới táo hỏa lên, thì đưa đứa bé đi vô cấp cứu bệnh viện đó mọi người. Thì thực ra con bé đã mất trên đường đi cấp cứu luôn rồi, rất là thương tâm luôn. Thì khi mà khám nghiệm á, thì hai vợ chồng á, gọi là dựng hiện trường giả cho mọi người thấy á, là đứa trẻ nó bị ngạt nước chết nha cả nhà. Có nghĩa là đưa một thông tin đứa bé nó bị ngạt nước nó chết, chứ không phải là chết là do một hai người quýnh đó, là tính chơi chiêu đó. Nhưng mà qua những cái lời kể của hàng xóm là một nè, qua những cái dấu hiệu xung quanh nhà thì người ta phát hiện ra nó quá nhiều điều nó không hợp lý, và người ta bắt buộc là người ta triển khai cái vụ án này, và người ta phát hiện ra là đứa bé này á, họ bị bạo hành dẫn đến mức chết trước khi đến bệnh viện luôn. Mà bạo hành ở đây á, thì theo như chụp hình khám nghiệm tử thi á, là bầm dập cả người luôn, thậm chí cái đầu con nhỏ nó phải may tới mấy mũi luôn á mọi người, là mọi người biết nó kinh khủng nó mỡ nào. Nếu một đứa trẻ mà bị như vậy nữa thì quả thật là cú sốc. Thì cho và tới hiện đại á, là hiện tại là ba mẹ mà cô mẹ của đứa bé nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật,
và hiện tại đã giao hết mọi thứ giao cho anh của cô ấy để giải quyết sự việc. Anh Khoa thấy cái sự việc này nó như thế nào? Nó thật sự nó quá đau lòng. Ủa anh Khoa mắc, tại sao mà trên mạng anh chỉ nghe nói đến vấn đề là người vợ bé bị lên án mà không ai nói đến người chồng? Tại vì lúc đó là em cũng chưa, em nãy lúc đó em cũng thấy là rất là nhiều bài báo họ chỉ nói về khía cạnh là cô vợ, tại vì ai cũng nói là mẹ ghẻ con chồng. Nhưng ở bên cạnh đó thì có người đã kiểm tra được thông tin, họ cung cấp thông tin thêm là sao, là trong thời điểm mà đứa bé ở chung với gia đình á, là ông chồng để mặc cho cô bồ nhí đánh con mình luôn, nghe chấp nhận chuyện đó luôn, chứ nếu như không chấp nhận thì con bé đâu bị nặng vậy đâu, anh hiểu không? Vậy là rõ ràng bây giờ mọi người không phải như là chúng ta xem qua khoảng thời gian 1-2 ngày hôm nay, đó là do cái cô vợ bé đã gây ra hậu quả nghiêm trọng này, mà rõ ràng ở đây có sự thông đồng của ông chồng. Đúng. Và không biết cái này là do ông chồng ông nhúng tay ông đánh luôn hay là chỉ riêng một mình bà vợ bé. Đúng rồi, tại vì cái bức hình mà thấy cái cảnh cô bé nó bị đánh á, mọi người thấy không, bầm tím hết luôn, mà đánh đến mức á là người ta kiểm tra xét nghiệm á là người ta thấy là phổi bị tổn thương, là mọi người biết đánh thời gian 5 tháng, gần như 1 năm trời không gặp mẹ nó là gần như nó bị hành hạ suốt. Nếu vậy thì cần phải lên án luôn cái người chồng này. Đúng. Tại rồi. Vì nếu như mà gọi là chỉ một mình người vợ làm đi chăng nữa nha, mà đánh cái kiểu này á, người cha ngồi kế bên, người cha là người đẻ ra đứa con đúng không, mà lại không có biện pháp nào để ngăn chặn thì rõ ràng người cha này vẫn phải phạm tội, nếu như gọi là không có hùng nhau đánh nha, gọi là không đánh cùng với người vợ. Nhưng mà qua sự việc này có tin chắc rằng chắc chắn ở đây là người chồng này có hành động hành hung luôn đứa con của mình, chứ không phải riêng vì cái người vợ bé đâu, không phải đi riêng gì mà người vợ bé. Đúng rồi. Và cần phải điều tra rất là rõ cái sự việc này. Nếu như mà người cha là người mà là gọi là sinh ra đứa con mà có thể hành động này giống như giết người rồi, và giết người này không biết là có sự tính toán hay không thì không biết, vì rõ ràng là chết rồi mới đem đi đúng không Bích? Có nghĩa là thấy nó tắt thở rồi xong mà quán rồi, nên cố tình sợ hiện trường giả nữa. Mà vậy nè, mà mọi người biết không, là khi mà kêu là cô vợ bé là anh ơi bé hình như nó mất rồi, nó chết rồi, rồi cái bố đi, thì ông chồng trả lời rằng gọi vậy công an bắt thì sao đó, rồi họ mới dựng hiện trường giả, là người vợ khai ra vậy luôn, là người vợ la lên, nó bảo quán nó rồi, bả la lên thì hàng xóm nghe được câu đó, hàng xóm khai, cái hàng xóm là nhân chứng của sự việc. Vậy là không chừng chúng ta nhìn lộn đối tượng nha, nhiều khi chính ông chồng này gây án rồi bà vợ này bà quản nó, bà lãnh hết giùm ông chồng luôn, có thể luôn nha Bích. Tại vì là người chợ cũ như thế nào đó mà bị đến mức bị trầm cảm, bị chết mà muốn ly dị với người chồng này, vì chúng ta không nên chỉ mua dùi vào người vợ bé, vì quan niệm cố hữu từ trước đến giờ đó là mẹ ghẻ con chồng đúng không? Đó giờ chúng ta nghĩ là chắc là do người mẹ ghẻ gây ra không à. Nhưng mà qua sự việc này, có thể chính là người chồng là người chủ mưu, hoặc là thậm chí là người chồng là người gây ra tất cả. Rồi người vợ bé này vì thương người này quá mà đưa bản thân ra để gánh tội dùm. Thực tế thì theo như cái thông tin á, là trong cái ngôi nhà phát hiện ra những cái hung khí, mọi người ta dùng được hung khí luôn, thì bé nó mất rồi, là cái cây gậy, cái cây bằng gỗ cả nhà to lắm nha, nó quýnh bé mà quýnh nó tét ra cái cây đó luôn, và dính luôn cả tóc lên trên cái cây nữa. Cái này là không phải đánh như cái mà gãy mà. 2 lần luôn, là mua một cây gãy rồi xong đang xài một cây thứ hai nữa. Cái này không phải là như kiểu mà đánh cái hộp trò là xè tay ra đánh, đúng rồi, hay là nằm xuống đánh vô đích, mà cái này là xả từ trên đầu xả xuống, mà cái hành động mà xả từ trên đầu xả thú xuống á thì dành cho kẻ thù thôi, giống như chúng ta ra đường gặp nào mà tấn công mình á là mình xả thẳng vô đầu mình xả xuống, chứ mà không đánh vô đích nó để làm gì. Thì cái hành động này là không phải là dạy trẻ hay là răn đe trẻ, mà có hành động là giống như là trả thù hay là hành hung rất là rõ ràng, hoặc là bản thân cái người vợ lẫn người chồng á đang có một cái vấn đề vì bị tâm lý nào đó. Có thể lúc đầu em nghe em tưởng là cô vợ một bé hành hạ thôi, thì em nghĩ chắc là cô này là cô ghét cô vợ lớn, hoặc là bản chất là cổ là người cảm thấy mắc cười lắm, có nghĩa là vẫn lo cho nhỏ ăn uống đầy đủ, nhưng mà hành hạ nhỏ
thậm chí là đuổi cái cô giúp việc đã làm cho nhà này mấy năm trời, đuổi luôn nha, để chi, để thuận, để tại vì ghét, nhưng bà này thấy ghét quá, không muốn cho bà này hiện hữu, và giao hết những cái việc nhà cho đứa nhỏ nó làm, những cái việc mà trước giờ bà kia làm á thì giao cho đứa nhỏ nó làm luôn. Thực ra là anh cho những cái việc nhà của em bé này làm á là giống như xưa anh làm, lau dọn, quét nhà, lau bàn thờ, thậm chí nấu cơm, cũng không phải là cái gì đó gọi là ghê gớm lắm. Nếu mà một người mà là quản gia đi thì họ sẽ làm hơn nhiều lần cái sự việc này. Tại cái nhà chung cư đâu có gì đâu, hồi xưa là phải dọn nguyên cái nhà thôi luôn, hai lầu có sao đâu, bình thường. Có về nhà mà không làm thì quýnh đòn thôi đó. Thì nhưng mà ở đây mình đang nói một cái khía cạnh á, là cái cô này cố tình không muốn có người khác trong nhà để thấy cái sự hành hung của cô này, hoặc là sợ rằng người khác thấy được người chồng của mình quýnh con mình không, bảo có hành động đuổi người khác đi như vậy, muốn bảo vệ ông chồng không. Tại vì bản thân và anh đang có suy nghĩ á, cái chính ông chồng này mới là hung thủ chứ không phải là bà vợ. Anh đang có suy nghĩ là như vậy. Tuy người phụ nữ mà quýnh nhau á, mọi người biết rồi, thù lắm, quýnh nhau bứt tóc cào mặt là hết rồi, mọi người có thấy vết cào đâu, đánh mà đánh kiểu nội thương, đánh mà kiểu tét đầu, là đánh của người đàn ông gây ra. Chứ người phụ nữ quýnh nhau là vậy nè mọi người, vậy nè, vậy nè, chứ người đàn ông là vậy nè, đúng không mọi người? Nó sẽ khác nhau chứ, đúng không? Mà đứa nhỏ nó là một đứa bé hiểu chuyện, tại vì á cái ngày lần cuối mà cô bé đó gặp má này, khi mình được gặp lần cuối cùng á, lần cuối là gần một năm, khoảng một năm trước lúc mình chưa có dịch mà bị cách ly á mọi người, thì cô bé nó có nói là tại sao mẹ gặp con chi vậy, vì mẹ gặp con như thế thì ba sẽ la mẹ, nó không muốn mẹ nó buồn nên thành thử ra nó ghé nó nhịn. Đó là lý do mà tại sao là cho dù nó bị bạo hành hay gì nó cũng vẫn ráng nhịn, để chi, để nó không có, không cho mẹ nó không có biết là nó bị chuyện đó. Nên em nghĩ là cô bé này chẳng những bị bạo hành về thể chất mà nó còn bị bạo hành về tinh thần nữa nha. Nó rất là khủng khiếp, nó khủng khiếp mất là tại vì con bé này nó quá hiểu chuyện cho nên nó phải nhịn, nó nhịn riết á, nên trong nhiều khi trong người nó đau, nó không dám nói nữa, nó không, mà thật ra có nói được ai đâu, khi cả hai người ba đồ và mẹ ghẻ đều có hành hạ mình như thế, mình biết đó ai, đúng không mọi người? Theo anh á, bé này không có hiểu chuyện, con bé này nó không biết được quyền lợi và quyền hợp pháp của nó đối với pháp luật như thế nào. Thực sự là bé này nó nghĩ rằng á, là cái chuyện mà nó bị hành hung á là cái chuyện bình thường của người lớn dành cho một đứa con nít, nhưng mà thực ra cái quyền nhân thân của chúng ta là bất khả xâm phạm, không phải là anh là đẻ ra tôi, mà thậm chí đây mẹ ghẻ hay là người cha này nữa. Anh nói đối với em nha, em không có đồng quan điểm đối với anh. Thứ nhất vì con bé nó còn quá nhỏ nên anh nói nó phải biết những chuyện đó là quá lớn. Thì cái câu chuyện tại sao em bé không biết là do chúng ta không giáo dục đầy đủ ngay trên ghế nhà trường. Thì cái đó là khi mà bé nào đi học, con bé nào nó đi học mà lại không ai dạy cho nó những cái điều là đối với con là không được xâm phạm cho thân thể của con như thế nào. Mà nếu ai vô xâm phạm cho thân thể của con như vậy thì người đó là vi phạm pháp luật. Mà con bé mà không nói những điều đó thì đương nhiên nó sẽ nghĩ rằng những việc mà nó bị xâm phạm như vậy là bình thường, ba mẹ đánh nó là bình thường. Mới thực ra không phải. Do vậy cái vấn đề ở đây mà ngăn chặn không để xảy ra câu chuyện này về sau nữa thì chúng ta phải có những cái hướng giáo dục như thế nào cho những đứa trẻ hiện tại từ bây giờ hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng, chúng được pháp luật bảo vệ ra làm sao, để mà khi mà chúng nó bị cái gì thì chúng nó sẽ có thể là chạy thẳng ra đồn công an, hoặc là tệ nhất là con bé này có thể mét mẹ nó được, mà thậm chí nó không dám mét mẹ luôn là vì nó không hiểu về cái cơ bản về cái quyền và cái quyền được hợp pháp của nó ra làm sao. Đó, nó rất là mơ hồ. Do vậy để mà tránh cái chuyện này thì anh nghĩ là nhà nước mình nên đào tạo hay là giáo dục cho những đứa trẻ kỹ hơn về cái quyền bất khả xâm phạm của chúng, ngay cả trước đối với cha mẹ của mình hay là người thân ông bà mình cũng phải được hiểu rõ là không được hành hung tôi như vậy. Nếu như vậy tôi đi mét báo công an nha. Đó, nếu như con bé này mà la lên khi mẹ quýnh, ấy nếu bà quýnh tôi gì hoài hay ông quýnh tôi gì hoài, tôi đi mét công an, tôi báo công an đó nha, thì chắc chắn hai người này sẽ có suy nghĩ lại, vì hai người này có một cái địa vị nào đó trong xã hội giàu có mà sợ mang tiếng, đúng không? Thì nếu như con bé này biết luật, nói chung là ai biết luật thì sẽ đỡ bị xâm phạm rất là nhiều. Bích nghĩ sao? Em nghĩ là anh nói là đúng, không có sai, nhưng mà ở khía cạnh này là người hàng xóm nói là có một khoảng thời gian người ta đã báo công an rồi,
và người ta đã, công an đã đến làm việc với gia đình luôn, và gia đình này nói đây chuyện gia đình của tôi đồ bị giáo dục con tôi. Thứ nhất, thứ hai là vì con bé nó đã bị hành hung một thời gian quá lâu mọi người, cho nên cái tâm trí của nó dẫn đến cái sự sợ hãi. Mà nó đã sợ hãi rồi, con nít mà, thì nó sẽ bị co rút hoặc nó lại trở thành trầm cảm. Thì bản chất nó trầm cảm làm sao nó biết là nó phải làm cái gì. Cho nên nói ở đây trách nó là cũng không có đúng. Mình đang nói một cái cạnh đó. Nó đâu. Anh đang nói là nhà trường không dạy nó mà. Ok. Chứ không phải là nó phải đi tự học, mọi người hiểu không? Ừ. Anh đang nói là nhà trường không dạy cho nó thì sao mà nó biết? Nếu như mà có dạy á mà nó không học á thì lỗi tại nó. Đúng rồi, cho nên ở đây á là mình hướng ở cái chuyện là phải có, qua cái sự việc ngày hôm nay là nhà nước phải có một biện pháp cứng rắn đối với những kẻ như vậy, những người lớn như vậy. Không cứng rắn là đương nhiên rồi, hai người này phải bị trừng trị là đương nhiên rồi. Để cho vấn đề ở chỗ là làm sao cho các đứa bé tiếp cận được thông tin này một cách phổ biến nhất. Ừ. Nhà trường hoặc là khu phố hoặc là như thế nào đó phải phổ biến cái thông tin mà một cách tích cực nhất. Ví dụ như bây giờ hàng xóm báo công an đúng không? Ừ. Hàng xóm báo công an luôn rồi, là công an đã đến luôn rồi mà vụ việc vẫn xảy ra nặng hơn. Như vậy là sao? Chúng ta cần phải xem lại cái vấn đề là không phải đổ lỗi con nít con bé nằm đây, và hai người kia có lỗi là đương nhiên rồi. Nhưng mà phải đang nói về một khía cạnh khác, đó là cái vấn đề bảo vệ trẻ em ở nước ta như thế nào mà để khi công an đã gia nhập, đã gọi là đã vào căn nhà này rồi mà bị gia đình này nói vô mặt là cái gì chuyện gia đình tôi, vậy là sao, đúng không? Ừ. Cái này cần chúng ta có nhiều hướng, không phải lên in án cái hiện tượng không, mà chúng ta phải nhìn tổng quát lại để xem xã hội chúng ta nó bị lỗ hổng ở đâu, để chúng ta trám chỗ đó, đúng không, để không để xảy ra chuyện này. Nếu chúng ta chỉ trừng trị người này không, trừng trị cái hiện tượng không, trừng trị hai cặp vợ chồng này hơi không, rồi sau này sẽ có những cặp khác xảy ra hoài. Vì sao? Vì cái nguyên nhân gốc nó không được xử lý. Nếu chúng ta xử lý được nguyên nhân gốc thì sau này sẽ không có hai cặp vợ chồng này nữa. Tức nghĩ sao? Ừ, ok. Nói như vậy thì hợp lý. Ừ. Ok. Thế hút nha. Ừ. Rồi, video clip Khoa cũng vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của Khoa nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Chào nha.